Show của Tùng Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mà cũng khá lâu rồi không gửi tới cho anh em. Thì anh em biết rồi, xe thì xe rim á hay là xe quay, mà đặc biệt là cái dòng xe của Thái á, thì nó sẽ có một cái tem dán ở trên cái củ đề để nhận biết giữa tem Thái và xe củ đề Thái và củ đề Việt, thì nó sẽ có một cái tem ở dán vào củ đề màu vàng. Đó, tuy nhiên không phải là xe nào nó cũng có, không phải bởi vì bản chất nó không có, mà là khi anh em sử dụng một thời gian lâu thì cái tem nó bị rách, nó bị bung, nó bị rớt mất, hay là anh em rửa xe ở cái vòi xịt áp suất lớn thì nó sẽ xịt vào thì bay mất cái tem luôn, hoặc là bị rách, đó, bị chảy xước, bị rách, hay là kể cả nó bị nói chung là nó có nhiều lý do, hay là củ đề nó sét thì nó cũng gây nó hư cái tem luôn. Thì đấy, thì hôm nay giới thiệu cho anh em cái củ đề. Thì nhiều xe có thể là củ đề nó hư thì chúng ta không phải quan tâm, nhưng mà nhiều xe củ đề nó còn rất là ok. Nhưng mà anh em chúng ta đi tân trang lại xe thì giờ cái xe của mình cái củ đề nó bị rách bươm rồi, nát nát rồi, không có còn đẹp nữa. Thì để mà chúng ta tân trang lại xe thì không thể nào mà anh em củ đề anh em còn ngon em đi thay củ đề chỉ cho nó mất công tốn tiền, đúng không ạ? Nhưng mà anh em để như vậy thì nó rất là mất thẩm mỹ luôn. Thì đây, hôm nay mình giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm, đó là cái tem để anh em dán vào cái củ đề ha. Đây là cái tem này. Đó, tem này là tem Thái zin nha anh em nha. Tem zin made in Thái Lan. Đó, tem này là tem củ đề zin nha anh em nha. Thì đây, nó sẽ có phần tem là trong nha anh em nha. Tem trong và chữ là chữ vàng. Đấy, chuẩn Thái cho anh em luôn. À, chuẩn Thái cho anh em để anh em yên tâm. Thì đây, mình sẽ mở ra cho anh em coi nha. Đó, mở ra cho anh em coi. Anh em sẽ thấy là cái chất lượng của nó như thế nào. Một miếng tem như này thì cái mức giá nó khá là ok. Theo mình thì là ok, tại vì nó là tem Thái anh em, 70 ngàn một miếng. Tem này là ngày xưa là hồi mà mình còn chơi xe nhiều anh em, là mình kiếm là không có luôn nha anh em nha. Không có luôn, mình thật sự là không có anh em luôn. Chứ không phải là như bây giờ là muốn mua là chỉ cần bỏ tiền là mua được đâu. Ngày xưa là nó không có luôn nha anh em nha. Thì đây, mình sẽ dán lên cho anh em coi thử ha. Đây, mình sẽ lên một cái củ đề hàng nội địa Thái và mình dán lên cho anh em. Đây, đây nha anh em nha. Đây là cái củ đề hàng nội địa Thái bên mình. Thì cái cục này nó bị lỗi là nó không có tem. Đó, thì mình sẽ dán lên rồi mình bán cho anh em luôn. Anh em nào cần thì liên hệ mình ha. À, mình sẽ dán lên luôn, dán lên cho anh em coi. Củ đề là củ đề hàng nội địa Thái. Thì bình thường á thì nó có tem, nhưng mà cái cục này nó bị lỗi không có tem nè. Thì đây, được đúng thời điểm luôn. Là mình sẽ lấy ra và mình dán lên cho anh em coi. Đây, đây là củ đề mới tên 100%, không có tem nha. Đây, chưa có tem. Đây, đây là cái miếng tem củ đề của mình. Đó, mình cũng không nhớ là đây. Đây có mỗi củ đề zin nha. Đây củ đề zin này. Đây một củ đề zin. Thì củ đề này cái phần tem này nó sẽ là cái chữ GN5, nó sẽ cắm xuống dưới. Rồi, mình sẽ như vậy mình dán thôi. Nó cắt từ đây khoảng một đốt tay. Ok. Vậy là mình dứt thôi nè, khỏi cần phải nghĩ nhiều. Thì đây, cái phần chữ GN5 à, nó là vị trí chỗ nào nhỉ? Đó, cái góc ngay chỗ cái phần dây luôn. Rồi, nó góc ngay phần dây luôn ha. Mình sẽ để đây và mình dán cho anh em coi. Nên mình sẽ hy sinh một miếng mà mình dán cho anh em luôn nha. Đây, đây, đây là miếng tem đề này anh em, nhìn rất là đẹp luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn, chuẩn chỉ cực kỳ. Đây, khi anh em lột ra này, nó sẽ trong một suốt như thế này luôn, rất là đẹp nha. Đó, và nó sẽ ngay phần tem củ đề luôn, ngay phần dây ha. Rồi mình dán vô, nói chung là nó cũng không cần chính xác quá đâu anh em, nhưng mà anh em dán làm sao để nó hợp lý là được. Tem này do là tem zin cho nên là anh em cứ yên tâm, anh em dán là chuẩn 100%, là không phải nghĩ nhiều rồi. Mình dán nó hơi méo này nha, nhưng mà cũng ok. Đó, anh em thấy chưa, lên tem ngay. Mitsuba nha nè, Mitsuba Thái Lan nha, rất là đẹp. Đấy, anh em thấy không, cực kỳ là ok luôn. Đấy, rất là đơn giản ha anh em ha, tự dán ở nhà cũng được, 5 giây là xong. Đấy, củ đề mà nó lên một cái tầm đẳng cấp khác liền. À, đó, thì một miếng tem như thế này nó chỉ có giá là 70 ngàn mà thôi. Thì theo mình thì khá là ok, hợp lý để anh em ta có thể bỏ ra anh em mua để anh em tân trang xem mình lại củ đề của mình cho nó đẹp. Đó, mình tùy theo nhu cầu của anh em ha. Còn đẹp thì là thấy lên xe quá ưng nha anh em nha. Quá ưng. Này anh em nhìn dòng chữ của nó sắc nét nha, chứ không phải là tem lô nha. Tem này là tem zin chuẩn Thái. Đây này, đâu rồi? Cái miếng mình lột ra để đâu biết. Đây mình kiếm đây. Miếng này anh em thấy không? Lưng là lưng xanh nha. Tem Thái zin lưng xanh này. Anh em thấy không? Đó. Đây vậy mình coi cho anh em coi. Thì cái bộ tem mà thông số á nó cũng vậy. Đây, như nhà mình đang bán một cái bộ tem thông số zin. Thì đây, nó cũng là lưng xanh nha anh em nha. Anh thấy không? Lưng xanh hết này.
Đấy, bộ tem không số ghi là lưng san hết nha anh em nha. Đó, rất là ok nha. Chuẩn này tem ghi nha anh em. Anh em về là chúng ta chỉ cần gắn vào là sử dụng thôi. Đặt lên xe, lên cụ đề là quá đẹp rồi. Quá ưng, không phải nói rồi nha. Anh em nào cần liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn nha.